VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Hay lập vào được mắt anh, xứng tầm đừng là một ngôi sao ở tận trên cao nếu anh ngay bên cạnh. Ok anh. Ok. Anh chưa bỏ tôn đúng không? Chưa ạ. Nhưng mà tôi mà hát cái tôn nhờ. Alo. Nãy giờ anh bỏ tôn lộn vô đây. Bỏ tôn lộn vô cái cổ họng rồi chứ không phải này. Quá. Em không đói chứ. Còn lại em ăn. Em không đói chứ. Ờ, nhẹ. Có. Em không đói chứ bao giờ đâu. Em không nói suốt bao giờ đâu, màu quang phát xa đằng sau. Em không nói dối bao giờ đâu. Dối không? Em không nói dối bao giờ. Em nghĩ là đừng có ngắt cái chữ dối. Em không nói dối bao giờ đâu. Ok. Em không nói dối bao giờ đâu. Màu quang phát ra đằng sau. Mày biết. Mà Hào Quang hát nha, gọn. Màu quang phát. Ok. Màu quang phát ra đằng sau. Ok. Lại đi ha. Thôi được không anh? Vô. Không được ấy, không được. Tiếp đi ha, cứ tiếp đi. Hát. Được như nào? Ở nhà em không có thói quen soi gương hay sao? Hơi nhẹ nhỉ? Bây giờ anh em là ở nhà hay là bình thường? Ủa, bình thường là nhà. Ai biết? Ủa, tụi em chưa. Hôm qua giờ thôi là bình thường á. Bình thường đi, bình thường. Tại vì trong này nó ghi là bình thường. Ở nhà. Em không biết cái nào hay hơn. Thì bình thường nhà em không có. Nhà em không. Bình thường em không có. Nào hay. Bình thường phát âm hay hơn. Bình thường đi. Bình thường em không có thói quen soi gương hay sao? Nhớ nào. Bình thường em không có thói quen soi gương hay sao? Bé lấy đồ ăn, Ấn quá anh. Xe này ấn nhầm tắt rồi.
Bấm chìa khóa đi, bấm chìa khóa đi. Thôi, đủ lên rồi. Không được. Không được nè. Thôi cứ để đi. Xin chào tất cả mọi người. Thì nhóm tụi mình, nhóm với bài nhạc là Sao Bạn A, thì mọi người có thể thấy đấy, tụi mình vừa có trải qua tầm 3 ngày không ngủ, cũng như là vừa mới rehearsal xong, nhưng mà vẫn quay về để làm nhạc tiếp. Yeah. Nên là cái bộ dạng nhếch nhác như thế này thì khán giả mọi người hãy thông cảm. Và tôi sẽ bù đắp lại bằng một bài nhạc top 1 trending. Yes, yes sir. Yes sir. Thông cảm nhá. Phải top 1 thôi. Thôi tiếp thôi. Bye mọi người nha. Cứ live chỉnh hết đi xong live nghe mình bè. Qua lật lại bè. Em dạ. Em live chỉnh hết đi xong live. Đúng rồi, live hết đi. Em lên tâm đi. Em thu lại lên tâm đi. Để cho anh em thu lên tâm hết luôn. À còn cái lên tâm. Ừ. Và nước mắt anh ở trên cao nếu em ngay bên cạnh. Đâu giờ mới thấy nhau, ngôi sao ở tận trên cao nếu em ngay bên cạnh. Thế là thấy em giây đầu tiên, anh đã muốn đưa em lên thuyền. Vì bấy lâu nay ở đâu, sẽ sớm mới được nhìn thấy nhau. Ok. Thế là thấy em giây đầu tiên. Chứ anh kết luôn, tại vì nó phải đi qua câu sau á. Anh nghe son hết rồi, để kết giống son. Ok. Thật lòng những ngôi sao ngoài kia chẳng có ai lọt vào được mắt anh. Xứng... Ok. Chữ chẳng nó hơi. Lại đi lên, lại chỗ đây. Được nhìn thấy nhau, thật lòng những ngôi sao ngoài kia chẳng có ai. Lại. Thật lòng những ngôi sao ngoài kia chẳng có ai lọt vào được mắt anh. Lại. Thật lòng những ngôi sao ngoài kia chẳng có ai lọt vào được mắt anh. Từ từ, để em kéo. Mấy việc. Đó có nước mắt anh trên này. Anh ngay bên cạnh. Ngắt rồi. Ngay gì vậy? Đấy không? Ngắt rồi không? Bên cạnh ngắt rồi không? À bệnh lắm rồi. Ai lập vào được mắt anh, xứng tầm được là một ngôi sao ở tận trên cao nếu anh ngay bên cạnh. Ok. Ok. Cái này kết sớm chút xíu giùm em. Ok. Sao lại. Sớm hơn xíu rồi đó. Em đẩy lên lại. Ok. Lấy luôn đi. Hàng A, xin đừng là hàng A. Vậy là câu này là anh có chưa ta? À có rồi không? Rồi á. Rồi tiếp, giờ câu tiếp theo đúng không? À câu A thôi không?
gần lại chút xíu giống anh Sơn. Nghe Sơn đấy. Ok ok. Thì thôi. Các bạn. Bấy lâu nay ở đâu? Sao giờ mới được nhìn thấy nhau? Ok. Nghe lại nha. Anh sạch miếng hiểu. Cái của em hả? Đúng rồi, của em. Anh sạch kẽ miếng nha. Ok, anh sạch em. Có việc nữa. Tiếp tục hả? Tiếp không? Lại đi anh à. Cái này là đè chồng với nhau hả anh? Đúng rồi, chồng với nhau. Khả năng cao là vậy. Anh cứ đồ hết rồi, xong xíu về anh tính sao. Đúng rồi. Chứ cho em nghe lại chứ. Ờ. Cái đầu người cứ vậy đi. Cảm nhận. Ừ, câu này dễ. Bảy bảy đúng không? Bảy bảy bảy. Baby bấy lâu nay ở đâu? Lại không? Lại. Muốn đưa em lên thuyền, baby bấy lâu nay ở đâu? Ok đấy. Ok ok. Sao? Rồi lắm luôn. Câu sao? Thật lòng những nhìn thấy nhỉ? Thật lòng những ngôi sao ngoài kia chẳng có ai lọt vào được mắt anh. Xứng tầm được là một ngôi sao. Cơ thủ tắt ra không? Tách ra đi. Ok. Thật lòng những ngôi sao ngoài kia chẳng có ai. Lại. Thật lòng những ngôi sao ngoài kia chẳng có ai lọt vào được mắt anh. Xứng tầm được là một ngôi sao ở tận trên cao nếu em ngay bên cạnh. Ok. Em hay là nếu anh nhỉ? Nếu anh chứ. Rồi, trở lại nha. Cậu cuối đi, liếm thôi. Ngôi sao ở tận trên cao nếu anh ngay bên cạnh. Qua này anh cần đôi tay để đưa em qua Hàn là lạc không nhá. Có một thật là tình ngay đầu kỳ như khi cạnh em mất cơn lầm mì. Xa đằng sau khi em tới, sao có thể không biết em lung linh được như nào? Vì thường em không có thói quen soi gương hay sao? Thế là thấy em lần đầu tiên, anh đã muốn đưa em lên thuyền. Baby, bấy lâu nay ở đâu? Sẽ giờ mới được nhìn thấy nhau. Thật lòng những ngôi sao ngoài kia chẳng có ai đâu vào được mắt anh. Xứng tầm được là một ngôi sao ở tận trên cao nếu em nghe bên cạnh. Baby girl be mine. Là người yêu anh em đó là tiếng gì? Mà từ xa em biết những người đừng tiếng thì nhìn bóng tăng huyết áp càng một hôm đi sông hơi. Còn về mái nhà để nuôi em cũng chơi. Em còn trốn ra đại dương anh không bơ. Vì giờ đây baby em thích tất cả. Đừng vào xe của anh em cứ đem về nhà giữ nhà. Anh nói dối bao giờ đâu. Yeah anh không. Em sao cho anh biết luôn đi. Ừ. Anh em ăn tí đi cho anh đi. Ừ đổ ra luôn đi. Ê thảm nhé. Đổ qua cho nó có cái gì mệt lắm rồi. Bình thiệt luôn rồi. Anh lây lẹ ghê ha. Mình sợ nghe bị nhức đầu á nha. Không nghe để thuộc lời Hiếu. Chưa thuộc quá. Tại vì mấy cái này chưa chỉnh nó nghe nó hơi đau tai. Nghe vậy được rồi. Hãy cứ xè xè nghe cái beat này thì bị điều speak mày. Check out.
ok càng tốt nha. Các cái best skill ok anh sẽ sợ thì thôi. Vâng. Tại vì đó cái đầu nó sợ lắm. Thế nào em? Cái này chụp đổi đây, sắp sửa đổi sang cái ba người làm. Cả mày không có được làm gì. Không thì chuyển sang cái Wow.
anh đã vận động mà đủ qua bên sân bóng đậu được nè. Nói từ đã được không? Chờ 5 phút. Tình đâu ai tình đâu ai cũng có lỗi mà thầy nói sao. Tình đâu, tình đâu, tình đâu, tình đâu ai cũng có lỗi lầm mà cũng phải có lần đầu vấp ngã thế nó mới nhận ra. Ừ, ok, cái đầu hay á. Ai chưa cái bỏ tôn đúng không? Chưa. Cái bỏ tôn mà hát cái tôn nhở. Alo. Nãy giờ bỏ tôn lộn vô đây. Bỏ tôi lộn vô cái cổ họng rồi chứ không phải cái này. Ủa, đoạn rap là viết xong rồi đúng không? Đoạn rap viết xong rồi đúng không? Ừ. Có nhiều câu đâu mà không xong. Ủa là ngày mai nó mình còn tập dạy nữa đúng không? Không có em. Ủa sao vậy? Ráng thôi chứ sao kìa. Mày có ý gì? Hả? Nhưng tiền bạc thôi chứ thôi. Tiền gì hả? Ủa vô thuyền đâu, nó có bị say sóng không anh em? Không, đi nhẹ nhàng lắm. Nếu mà nó bút thuyền xịn, thuyền mà 12 người trở lên thì ok. Chắc sẽ hả? Hy vọng gì? Thuyền 12 người, 20 người thì nó đem ru à? Em à, thu được rap đi. Cái nào vậy? Tới chưa? Ờ, cái đó đó, chỗ đó đó. Ờ. À. Baby sao ngày hôm qua... Ờ, lộn. Lộn bài, lộn bài. Ngày thơ mà anh đã gợi tình đẹp như là mơ mà đâu vạn lần nhưng anh vẫn muốn là nạn nhân không ai có tình yêu chân vì em anh thành ngông ngơ lại nhá. Nghe cũng ok. Kiều biết lên chưa Kiều? Anh viết trong tập mà quên tí rồi để gán nhớ rồi. Ngày thơ mà anh đã gợi tình đẹp như là mơ mà đâu vạn lần nhưng anh vẫn muốn là nạn nhân không ai có tình yêu chân vì em anh thành ngông ngơ mà baby lại đi mệt quá. Dạ. Anh muốn cái tinh thần nó làm sao ta? Rap thì anh chịu đó. Rap thì anh thấy là... Nên rap như vậy hay là kiểu chill chill ta? Chưa chưa, à, thì chưa thử sao? Rap kiểu vui okay. Thử ha. Ê. Ngày thơ mà anh đã nghĩ tình đẹp như là mơ mà đâu vạn lần nhưng anh vẫn muốn là nạn nhân không ai có thể níu chân vì em đã thành ngáo ngơ mà baby. Ok, cũng thử đấy. Mà baby. Baby. Mới đâu vậy? Mới thu quê đó rồi hả? Mới thu đó hôm qua đó mà mới mix sơ sơ nè. Chưa xong, chưa có final. Show này của anh ha, anh Hùng. Ừ, của anh á, mới mở. Anh á, anh mới mở. Mới hồi nãy luôn á. Trời, mua đồ vòng trước anh đẹp trai ghê luôn á. Anh chưa bây giờ thấy anh đẹp như nhìn trưởng thành. Ở cho nghe thử cái được không Hùng? Nghe thử con Kiều nè. Nghe loa á. Tắt mic đúng hả? Em nghe đi tơ đi. Em thấy cũng được nhưng mà kiểu em thấy mấy đoạn này nó đang bị hơi clean quá. Em muốn mới từng được. Nếu mà theo element nhiều vào thì nó sẽ bất từng. À ok hiểu rồi. Tình đâu ai cũng có lỗi lầm mà cũng phải có lần đầu vấp ngã thế nó mới nhận ra những khúc mắt này qua dối trá ta mà mịt mờ khắp cõi ta bà. Nơi đôi mắt sau này em có tin rằng chúng ta hợp nhau. Thế nên đừng làm quá chuyện, đừng làm quá chuyện chuyện gì. Từng lời nói đen nhẹ nhàng thấm đi chuyện buồn dễ đêm rồi đi. Em muốn sao nhất thiết cả đầu thay vì ngồi đó buồn giàu. Hãy mang câu ca để xóa hết đi. Tình đồ giang dở, thao dê vỡ. Tình đồ lầm lỡ, thao dê vỡ.
Việt Nam, bài hát của chúng ta phát sóng 21 giờ 15 chủ nhật hàng tuần từ ngày 25 tháng 8.